đây là nhà. Vụ cháy ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, rạng sáng ngày 24 tháng 5. Bước đầu xác định có 14 người tử vong, 3 người bị thương. Lối vào căn nhà bị cháy khiến 14 người chết khá nhỏ hẹp, nằm lọt thỏm trong khu dân cư đông đúc, nhiều nhà cao tầng khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn. Cụ thể, hiện trường vụ cháy tại số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nằm sâu trong khu dân cư chật kín nhà. Khu nhà cho thuê trọ gồm 5 tầng, mỗi tầng 2 phòng, tầng 1 kinh doanh xe đạp điện và sửa chữa xe điện. Những ngôi nhà cao tầng nằm san sát nhau khiến môi trường đô thị tại đây ngột ngạt. Lối đi chật hẹp nên việc sinh hoạt, phơi phóng tại khu vực này diễn ra ở không gian ngoài. Từ tuyến đường chính Trung Kính, phải đi vào nhiều ngõ ngách để tiếp cận vào vị trí cháy. Theo đó, các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 1 giờ 26 phút ngày 24 tháng 5, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong. Thưa quý vị, liên quan đến phản ánh của người dân về Công ty Phát triển Kinh tế Kỹ thuật Việt Nam, gọi tắt là DTECO Việt Nam, sử dụng đất chậm triển khai, sử dụng đất sai mục đích mà VTC đã nêu tại bản tin trước của chương trình. Và để biết là thông tin này có vi phạm các quy định về pháp luật về đất đai hay không, nhóm phóng viên đã làm việc với cơ quan chức năng các cấp để làm rõ. Được biết, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đã đưa Công ty DTECO vào danh mục các cuộc kiểm tra năm 2024. Đây là hiện trạng khu đất mà Công ty Phát triển Kinh tế Kỹ thuật Việt Nam tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất đang quản lý, sử dụng. Một phần diện tích đất đã xây dựng nhà xưởng, phần diện tích đất còn lại vẫn bỏ không hoang hóa. Trao đổi với đại diện Ủy ban nhân xã Phùng Xá, quá trình sử dụng đất của công ty này trải qua 20 năm với nhiều sự thay đổi. Mặc dù trong hợp đồng thuê đất của công ty với mục đích xây dựng nhà xưởng sản xuất khung và lắp ráp phụ tùng xe máy. Phía công ty thì cũng có cái thời gian là làm ăn nó không ổn định thì họ sẽ chuyển, họ không sản xuất xe máy ở đây, và lúc bấy giờ họ có chuyển sang là in báo, và sau đó thì đối với báo họ cũng chỉ làm được trong vòng 3 năm, và sau đấy thì báo cáo với các đồng chí là 6.000 mét thì cho phía công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thái thuê lại để mà sản xuất kinh doanh. Sau khi Ủy ban nhân dân xã Phùng Xá nhận được công văn số 225 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất về việc đôn đốc Ủy ban nhân xã Phùng Xá kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai liên quan đến việc sử dụng đất của công ty DTECO Việt Nam, Ủy ban nhân dân xã đã có báo cáo số 79 ngày 30 tháng 6 năm 2023 về việc sử dụng đất của đơn vị này. Sau đó, Ủy ban nhân huyện đã có báo cáo số 678 ngày 8 tháng 12 năm 2023 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường nêu rõ hiện trạng sử dụng đất của công ty. Diện tích đất Ủy ban nhân tỉnh Hà Tây cũ cho công ty DTECO Việt Nam thuê được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tây cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 7 tháng 9 năm 2004. Trong đó, ngày 25 tháng 5 năm 2015, công ty DTECO Việt Nam cho công ty thép Việt Thái thuê 6.717 m², trong tổng diện tích 18.754,7 m² được giao. Hiện trạng phần đất của công ty thép Việt Thái thuê đã xây dựng nhà xưởng và đang sản xuất chế biến gỗ. Phần còn lại là 12.037,7 m², công ty chưa sử dụng, chưa xây dựng nhà xưởng. Đồng thời, văn bản nhấn mạnh, để đảm bảo công tác quản lý đất đai hiệu quả, tránh tình trạng đơn thư khiếu kiện, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội kiểm tra, chỉ đạo công ty DTECO Việt Nam sử dụng đất đúng theo quy định của pháp luật. Thời ý thì cứ báo là con em thu hồi đất ở đây thì được là xuất đi làm, nhưng mà có người đâu có được cái gì đâu. Quá lãng phí mà giờ đất bỏ hoang. Sau khi đặt lịch làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để làm rõ, kênh VTC 14 nhận được văn bản trả lời. Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân huyện Thạch Thất, Sở đã đưa công ty DTECO vào danh mục các cuộc kiểm tra trong năm 2024. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã đề xuất kế hoạch thanh kiểm tra năm nay
trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Sau đó, Sở sẽ tổ chức việc kiểm tra sử dụng đất của công ty Detesco, báo cáo kiến nghị xử lý vi phạm nếu có theo quy định. Tuy nhiên, trong văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường gửi kênh VTC14 lại nêu vắn tắt trích dẫn rất nhiều văn bản số, kế hoạch số, nhưng không có văn bản, kế hoạch kèm theo, không cung cấp thời gian thanh kiểm tra. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng không tổ chức buổi làm việc trực tiếp với phóng viên kênh VTC14, khiến việc tìm hiểu thông tin báo chí gặp nhiều khó khăn. Sở Tài nguyên sẽ thực hiện thanh tra, thì lúc bây giờ sẽ có cái kết quả thanh tra để cho bọn em nắm được. Phỏng vấn thì các anh bảo nói có chương trình kế hoạch hết cả rồi, thì các anh cũng không phỏng vấn. Lãnh đạo bên anh sở không chỉ đạo như thế, và anh cũng không được chỉ đạo là tiếp ai cả, mà cũng không chỉ là, kể cả các anh lãnh đạo phòng anh cũng không được chỉ đạo tiếp ai cả. Tôi đề nghị bây giờ là chỉ đạo thật cụ thể và có lộ trình cụ thể đối với từng cái bao giờ xong, bao giờ dứt điểm cho mà công bố để cho nhân dân theo dõi cùng giám sát, thì tôi nghĩ là cái việc xử lý những cái dự án chậm nó sẽ hiệu quả hơn. Cũng theo các chuyên gia, việc thanh kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng cần phải thực hiện sớm, chặt chẽ để có phương hướng xử lý kịp thời, tránh việc để đất hoang hóa, gây lãng phí hoặc sử dụng đất sai mục đích, cho thuê không đúng thẩm quyền, dẫn đến những tranh chấp, khiếu kiện không đáng có. Đã hơn một năm trôi qua, kể từ những phản ánh của người dân và cơ quan báo chí về nghi vấn sử dụng đất chậm triển khai, đất sai mục đích của Công ty Phát triển Kinh tế Kỹ thuật Việt Nam gửi các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội. Nhưng hiện tại, việc thanh kiểm tra vẫn chỉ đang nằm trong kế hoạch. Trong khi đó, đơn thư của người dân được gửi đi rất nhiều lần cho các cấp chính quyền vẫn chưa có hồi đáp. Phải chăng với những vấn đề mang tính cấp thiết, người dân phản ánh nhiều lần thì các ban ngành nên ưu tiên giải quyết sớm, triệt để nếu có sai phạm? Và để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, VTC14 sẽ làm việc với Công ty Phát triển Kinh tế Kỹ thuật Việt Nam để có cái nhìn khách quan nhất. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tại các bản tin sau của chương trình. Thưa quý vị, như VTC14 đã phản ánh trong bản tin nhật ký cuộc sống hôm qua 22 tháng 5, tình trạng ô nhiễm hồ thủy lợi Mã Bạo thuộc xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã kéo dài vài năm nay. Người dân nơi đây mong mỏi từng ngày nguồn gây ô nhiễm hồ Mã Bạo được ngăn chặn, hồ được cải tạo để trả lại cảnh quan cũng như là chức năng vốn có của hồ thủy lợi. Tuy nhiên, việc cải tạo hồ có vẻ như là câu chuyện dân có cần, nhưng mà chính quyền địa phương thì chưa vội. Nằm dưới hạ lưu của hồ thủy lợi Mã Bạo, cánh đồng Mã Bạo, Dộc Đình thuộc xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô đều đã ghi nhận những diện tích lúa bị ảnh hưởng do tác động của nguồn nước ô nhiễm từ hồ. Những mảng nước đen, bẩn, loang lổ cả một vùng canh tác của bà con. Nó có đường mương chị ạ, nhưng mà nó không chảy theo đường mương mà nó chảy trực tiếp vào ruộng của nhà tôi luôn ạ. Nên là làm hỏng lúa tôi cấy đến mọi ngày là nó cũng được tạ hai tạ, bây giờ nó chỉ được mấy chục cân thôi ạ. Không đủ tiền thuê máy cày, thế lại còn cấy, lại còn phân chấu nọ kia, thế ai chả sót, bây giờ làm để lấy để ăn mà chả có được cái gì thì ai không sót. Ở bên dưới cửa cống này là cánh đồng Mã Bạo, thì đã cái khu vực mà nước đi qua là chúng bây giờ là hỏng hết, đến cái rơm bây giờ là cũng thối nũn hết, là không trâu bò cũng không dùng được nữa. Trong bối cảnh hồ thủy lợi bị ô nhiễm nghiêm trọng, nguồn nước ngầm của bà con ở khu vực lân cận cũng bị ảnh hưởng. Do mạng lưới nước sạch nông thôn chưa phủ tới vùng này, nước ngầm vẫn đang là nguồn nước phục vụ sinh hoạt và ăn uống của người dân nơi đây. Mà nước hồ cạn thì giếng nhà tôi cũng không có nước, thì chắc chắn là vẫn phải ăn theo cái nguồn nước này. Chứ làm gì có nước nào, thì hồ cạn thì giếng nó cũng cạn. Mà hồ có nước như nhà anh như bây giờ là chúng tôi cũng có nước, thì là cái nguồn nước mạch đấy chắc là vẫn phải ăn theo cái nguồn nước ở hồ này. Như thế thì không thể an toàn được cho người dân. Không có cái biện pháp cải tạo gì thì chúng tôi cũng có cái kiến nghị lên cấp quyền để có cái biện pháp để làm thế nào để giúp chúng tôi để cải tạo, nhưng mà cũng không thấy cải tạo được cái gì mà còn ô nhiễm thêm ấy. Văn bản này được người dân cung cấp cho VTC14 thể hiện kết luận của Ủy ban nhân dân xã Nhân Đạo trong việc giải quyết đơn đề nghị của công dân. Trong đó nêu rõ đề nghị hộ gia đình nhà ông Khang, chủ trang trại chăn nuôi lợn, phải xử lý vấn đề ô nhiễm nước tại hồ Mã Bạo, vớt bỏ toàn bộ số bèo đã thả ở hồ Mã Bạo. Thời hạn cho yêu cầu này là ngày 6 tháng 7 năm 2022. Sau gần 2 năm, đến nay hiện trạng hồ Mã Bạo vẫn dày đặc bèo, ô nhiễm. Nước đen từ hồ vẫn chảy xuống khu vực canh tác, gây thiệt hại kinh tế cho người dân. Sau cái thời gian mà
chúng tôi đã lập biên bản và đã có ý kiến thì cũng không cải thiện được gì mà cũng không có giải quyết được một việc gì cả. Nghĩa là môi trường thì vẫn ô nhiễm như thường và mùa màng thì vẫn mất như thế. Cuối năm 2023, trước những phản ánh của VTC14, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình thủy lợi Lập Thạch đã xuống khảo sát, đồng thời cho lấy mẫu nước hồ đi kiểm định. Kết quả thử nghiệm mẫu nước cho thấy các chỉ số BOD, COD, tổng chất rắn lơ lửng, phosphor, nitơ, coliform ở cửa vào và cửa ra của hồ thủy lợi đều cao gấp rất nhiều lần mức cho phép. Trước tình hình đó, công ty đã có văn bản gửi đến chính quyền địa phương sở tại đề nghị vào cuộc xử lý. Tuy nhiên, văn bản đã gửi đi và mọi đề nghị đều chìm vào quên lãng. Kiến nghị nhiều chứ, rất nhiều, còn cả huyện, cả tỉnh chứ không cứ gì chính quyền địa phương. Chúng tôi không nhận được, chưa nhận được. Công ty lại có văn bản. Thì xã chúng tôi thì cũng đã có những cái công văn để gửi các thôn dân cư với yêu cầu thôn dân cư là kiểm tra đôn đốc nhắc nhở các hộ chăn nuôi. Quả đúng là việc cải tạo hồ Mả Bạo là câu chuyện dân có cần, nhưng chính quyền địa phương thì chưa vội. Nguồn nước ô nhiễm vẫn cứ lơ lửng phía đầu nguồn của cả một vùng hạ lưu trồng cấy rộng lớn. Không đánh đổi môi trường, lấy phát triển kinh tế. Nhưng ở đây, môi trường đang phải trả giá cho sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, mà người gánh chịu lại chính là những người dân quanh năm chỉ biết sống nhờ vào cây lúa.